là cờ ba sọc là cờ Trung Quốc đi sang, thì đúng rồi, thế rõ ràng là như thế, trên lá cờ đấy nó có cái số 3 đó, đúng không? Chữ đấy là chữ tàu đó, mà chúng nó suốt ngày chúng nó nói là người Việt Nam phải chống tàu, chính chúng lũ chúng nó mới là tay sai của tàu, tàu xong rồi đến Pháp, Pháp xong rồi đến Mỹ, các bạn hiểu không? Cái nguồn gốc của chúng nó là từ bắt đầu từ đô hộ là Trung Quốc, Trung Quốc xong bắt đầu nó có lá cờ đó, nó có lá cờ đó xong về sau nó lại dùng lại cái lá cờ đó khi mà Mỹ nó vào Sài Gòn, nó lập lên cái đó thì bắt đầu chúng nó lại dùng cái lá cờ đó, chúng nó dùng tiếp. Cộng sản cứ chỉ sang làm cờ, chỉ sang làm điệp, gián điệp đó, đúng rồi. Cộng sản cử Lisa sang đây làm gián điệp đó. À, rồi cái gì chúng nó bảo là cái gì cộng sản tham nhũng rồi rửa mang tiền sang 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 đâu để mua nhà mua cửa này kia các thứ. Tham nhũng của ai? Dân này nghèo, chúng nó vẫn nói là dân Việt Nam nghèo lắm rồi không có mà ăn này kia các thứ, này mẹ đâu ra mà tham nhũng hả? Bây giờ cứ thử tưởng tượng lên một người đi đi trồng lúa trồng rau mang ra chợ bán được đồng nào mang về mua gạo ăn hết rồi, chính phủ không được một xem nào hết, lấy đâu ra mà hối lộ cái mà cha nhà chúng mày. Cũng cũng có những cái thằng ăn hối lộ chứ không phải là không, và rất là nhiều, nhưng hối lộ là ăn từ đâu, những thằng nào mới là thằng hối lộ, đúng không? Bây giờ nói cho các bạn nghe, ở đây á, cái chính quyền ở đây nó thừa biết cái bọn ở đây ăn gian thất nghiệp, ăn gian thuế này kia các thứ, nhưng mà nó cứ lờ đi, nó cứ để, nếu như mà nó phải tính như thế này này, khi mà mình bắt cái thằng này ăn gian trợ cấp đấy thì nó có lợi nhiều hay là nó có hại nhiều. Ví dụ như là bắt được cái thằng này rồi, nó bây giờ không cho nó ăn gian thì bây giờ nó không kiếm được tiền ra, nó không kiếm được tiền nó sống thì nó sẽ đi ăn cắp ăn trộm đó. Thế cho nên là người ta để cho mày cứ gian đi, nhưng mà gian vừa vừa thôi, gian quá mày có vài ba căn nhà xong bắt đầu này kia các thứ, nó thấy nhiều tiền bắt đầu nó mới sợ đến, nó mới tóm đó. Cũng giống như là Nisa cũng vậy thôi, hoặc là các bạn cũng vậy thôi, con cái mình nhiều khi mình nhìn thấy chúng nó cũng nói dối mình chứ, đúng không? Nó cũng lừa mình chứ, nhưng mà tại sao mình không 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 giống như là nhiều khi bản thân Nisa biết là con mình nó có cái nó nói dối mình, nhưng mà mình nghĩ rằng cái đó nó không đáng để cho mình phải phải quan tâm. Mà chẳng hạn như là Lisa thấy con Lisa đấy nó không có đủ tiền, chẳng hạn cái tuần này nó đi làm, nó không đi làm chẳng hạn, Lisa rất là sợ nó không có tiền, cho nên là Lisa phải cho nó đó, phải nếu mà cứ để ý thấy là cái tuần này nó không đi làm nhiều á là mình lại đưa tiền cho nó, mà nó lại không bao giờ nó xin Lisa nhá, nó không nên hay là nó thấy mình tự động rồi cho nên nó không xin. Nên là mình cứ thấy nó không có tiền mình lại đưa cho nó rồi cầm ấy. Thế hôm nào mà thấy nó đi làm ấy, nó có tiền á là Lisa không có cho nó tiền nữa. Nhưng mà cứ cái lần nào mà nó mà không không đi làm cái tuần đó là Lisa là phải cho nó tiền. Tại vì mình cái tầm tuổi này nó 16, 17 tuổi nó rất là nổi loạn biết không các bạn. Cho nên là Lisa sợ nó là nó không có tiền rồi nó làm bậy. Đó. Thì cũng giống một cái chính phủ thôi. Khi mà người ta làm cái gì á, người ta phải tính cái lợi và cái hại. Đúng không? Chứ chứ không phải là người ta mù, không phải người ta không biết đâu, người ta thừa hiểu đấy. Ta thừa biết đấy. Nhưng mà những cái bây giờ Ni Sài nói đơn giản như ở đây thôi nhá. Rất là nhiều người ăn gian trợ cấp, rất là nhiều người ăn gian thuế, nhưng mà nó thuê một người đi để theo dõi, để đi tìm hiểu cái thằng này để lấy bằng chứng á, thì cái tiền thuê đó mà nó có lấy được lại không? Ví dụ như cái người lấy nó gian chưa đủ nhiều
Thì nó thuê một cái thằng kia đi theo dõi, một cái thằng ăn gian đó, thì nó phải trả nhiều hơn cái số tiền mà nó bắt được cái thằng ăn gian đó để nó mang về. Các bạn hiểu không? Cho nên là nhiều nhiều cái nó cứ để tao biết mày ăn gian, nhưng tao cứ để cho chúng mày gian gian đi. Nên trong cái đó nó cũng có cái lợi là con người người ta sẽ không có ăn cắp ăn trộm nhiều. Ví dụ như ở Việt Nam vậy, cuộc sống nó chưa như được được ở bên này, cho nên là nhiều cái người ta cũng phải mắt nhắm mắt mở. Chứ bây giờ luật lệ cứ ra nhiều nhiều như ở bên này á, người Việt Nam không sống nổi đâu các bạn. Nên xả nói thật, ví dụ như ở bên Việt Nam mà luật chặt chẽ như bên này á, người Việt Nam còn khổ nữa, đúng không? Bây giờ nhiều thằng nó cứ ăn hối lộ rồi này kia các thứ, rồi á nó hối lộ để nó làm ấy, làm này làm kia vừa vừa thôi, mày làm quá đấy, đừng để tao bắt được. Tao bắt được rồi mày đi tù, rồi lúc đấy tài sản tất cả nó đồ sộ như thế là mình tóm hết về, đúng không? Dám đi. Cái đó là một cái mà người ta lãnh đạo người ta phải biết suy nghĩ, đúng không? Lisa chỉ là một người rất bình thường đàn bà thôi, nhưng mà Lisa ngồi Lisa nghĩ là được nhiều cái lắm, đúng không? Đơn giản như ở bên này thôi, nhưng mà cái bọn tại vì này, mình ngồi mình nghe thấy cái bọn ở bên này nó nói nghe nó chướng tai quá mà mình không chịu được, đúng không? Nhiều khi mình lên đây mình phản biện thì nó lại bảo chứ mày không thích Úc thì mày đi về đi, à mày về Việt Nam mà sống thì kia các thứ, mẹ cha nhà chúng nó. Ở bên này dĩ nhiên là về hơn Việt Nam thì mình mới sang đây chứ, đúng không? Mà nhà mình đâu có ở nhà nhà chúng nó đâu mà cứ động nói ra cái trái ý chúng nó là nó đuổi mình về đấy. Thế mà nó những cái người ở Việt Nam á chửi cộng sản rồi chửi này chửi kia rồi á, lập băng đảng nhóm thì chúng nó bảo là ôi trời ơi cộng sản bắt mấy người yêu nước. Trong khi mình nói những cái gì nó sự thật ở bên này thì chúng nó chửi mình, chúng nó bảo mình là à, mày nói xấu ok mày đi về Việt Nam mà sống đi. Đấy các bạn thử nghĩ xem hai cái chúng nó mà để cho cái dạng như cái loại chúng nó mà về mà lãnh đạo Việt Nam thì các bạn có được há mồm ra nói không? Chưa há mồm ra cái nó bằng 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 chiêu chiêu chết hết rồi. Đúng không các bạn? Chị à, họ là thế hệ sọ nhầm giày Tây, sau đó làm tay sai cho Mỹ, họ nuối tiếc thời vàng son, cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân nên họ căm thù và chống cộng đến cùng là đúng là như vậy. Hơn nữa họ sang đây họ không phải là sướng, họ khổ về tâm lý, cho nên là họ họ lại bị cái bọn băng đảng cộng đồng á nó bơm vào nó tiêm nhiễm vào đầu họ, cho nên họ mới thành ra như vậy. Tại vì ở đây á nhiều người á những cái thằng chống cộng chính là những cái kẻ tiếng anh tiếng em chả biết cái mẹ gì, chỉ quanh quẩn ở cái cộng đồng đó thôi, cho nên nó bị nhồi nhét vào đầu nó rồi, cho nên tiếng ra ngoài đường thì người ta nói thì nó không biết nghe, mà nó nói thì người ta lại không hiểu. Thế cho nên là trong cái tâm lý con người đấy nó nhiều cái nó bị ức chế, cho nên may mà nhờ có cái Facebook này nên thì nó nghe thấy ai mà cộng sản thì nó cứ lên lên nó xả ra, nó xả ra bởi vì nó cô đơn quá, nó cái cuộc sống của nó nhiều áp lực quá, cho nên nó lên đây nó cũng như thế thôi. Và nó chửi nhiều, nó nói nhiều như thế thì mình bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, mình có nhiều thời gian để mình nhiều cái mình mấy chục năm nay mình nhìn thấy chúng nó như thế rồi, cho nên bây giờ mình cũng xả. Các bạn hiểu không? Đi xả bắt bọn phản động nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam, có thằng nào ba que nào không vào đây chửi nhau đi. Đúng rồi đấy. Lisa nói đơn giản một câu là chúng nó nói là Việt Nam bây giờ khổ lắm, rồi là cái nọ cái chai, nhưng mà bao nhiêu người lên Facebook đó, bao nhiêu người có phone, bao nhiêu người dùng mạng để lên Facebook, người ta nghèo thì người ta móc mẹ đâu ra tiền người ta
chơi Facebook làm gì có ai vào đấy nghe cái bọn chó chết đấy nó xạo sự đâu. Đơn giản thế mà không hiểu, đúng không? Người ta cơm mình không có ăn, lấy mẹ đâu ra tiền mà mua điện thoại. Một cái điện thoại hàng bao nhiêu tiền mà toàn người dùng tiền mặt không à, ở đây toàn trả góp thôi các bạn ạ. À. Không có như ở Việt Nam trả tiền mặt đâu. Như Lisa đây cũng phải đi trả góp một cái phone. Các bạn tính xem 2 năm mà mỗi một tháng bình quân là 40 đồng, đấy là Lisa dùng cái loại nhẹ rẻ đó. Là về nhà là mở wifi ở nhà ra. Còn đi ra ngoài đường thì mới dùng 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 phone thôi. Cái này khoai tím này. Khoai tím ở đây à, khoai lang tím á, 5 đồng một cân. Đây yeah. Thì các bạn ở Việt Nam á, làm một giờ mua được bao nhiêu cân khoai lang? Ở đây á, làm một giờ ăn được một bát phở thôi nhá. Đấy là bình quân á, những cái người nhất là những cái em mà du học sinh sang đây á, làm á, nó già có khi còn không đủ ăn một bát phở một giờ á. Đúng không? Thế mà những cái người du học sinh, các em du học sinh á, qua đây á, đóng góp rất là nhiều cho cái đất Úc này. Cho nên cái đất Úc này nó mới cho du học vào đây. Mỗi ngày xưa Lisa phải đến bao nhiêu năm rồi á, Lisa thấy cứ tưởng là tại vì Lisa đã từng đi hỏi về cái học này thì cái bọn nhỏ đấy sang đây học là hơn 10.000, là cái bọn 6, 7, 8 tuổi đấy, nhỏ đấy, là có mẹ đi theo nữa. Thế là lâu lắm rồi. Nhưng mà bây giờ Lisa mới biết, hôm nọ lên nghe cái cậu bé du học á, 30.000 một năm. Mà đó là cái tiền chưa nói đến là, đấy là tùy từng môn học ấy nhá. Cái môn rẻ nhất mà trên Adelaide á, là cái tiểu bang khác, không phải tiểu bang Lisa đâu, là rẻ nhất. Cái khu đấy là rẻ nhất mà 30.000 một năm tiền học. Đó, 30.000 một năm tiền học, thì mỗi một em, một cháu du học sinh sang đây phải đóng một năm 30.000 tiền học, chưa tính tiền ăn uống các thứ. Nó đi kiếm, may mắn nó kiếm được việc làm thì nó chỉ đủ ăn này, đủ thuê nhà, đóng tiền vớ vẩn thôi, ăn uống rồi xe cộ này kia các thứ, nếu có việc làm. Còn ít năm nào bố mẹ cũng phải phục vụ quá, 30.000, hơn 30.000 cũng có để sang đây du học. Thì Lisa hỏi rằng những cái người sống ở đây có 30.000 cho con đi học một năm không? Má cứ ngồi đây mà nói là Việt Nam thế này thế nọ thế trai, đúng không? Ở đây Lisa làm gì có tiền cho con đi học mười mấy ngàn một năm trường, ở trường tiểu học đâu. No, không có đủ. Mình cũng muốn cho con mình đi học học trường nổi tiếng chứ, hay là nó trường nó tốt một tí, trường tư á, là ít nhất cũng phải mười mấy ngàn một năm, là cái dân ở đây đấy. Như là đi giờ đi học học một cái khóa 80.000, 80.000 là chính phủ cho vay mà. Đấy, mỗi một học sinh là 80, một cái khóa đó là 80.000 là một năm. Đó là về cái khóa, là người dân ở đây đấy được chính phủ cho vay. Còn chưa nói dân ở nước ngoài vào đây rồi, phải đi học đóng bao nhiêu, mỗi một cái môn đó là bao nhiêu tiền. Đó, thì mấy cái người sống ở bên này thử suy nghĩ xem những cái người đi sang đây du học hay người ta giúp cho đất Úc này hay là người ta hại đất Úc này. Người ta sang đây người ta đâu được ăn trợ cấp đâu, đâu có được hưởng một cái chế độ gì ở đây đâu, tại vì người ta không phải là dân ở đây, hiểu không? Nó làm học xì dầu ra, đi ra làm kia nó trả cho lương cũng rẻ mà. Đó, rồi mấy chục năm à, mấy chục ngàn một năm để đóng cho cái đất Úc này, nó phải có nợ nó mới cho du học sinh vào đây chứ, đâu có đơn giản đâu.
Thế đáng ra là mình phải phải càng nhiều người vào đây du học hay là mang tiền sang đây càng tốt. Đây nó lại ngồi nó chửi, trong khi đó nó ăn trợ cấp rồi nó ăn tiền già, nó ăn tiền nọ tiền kia mà nó chửi, nó lại còn khoe ra nữa. Xong rồi nó chửi những cái em học sinh du học rất là khổ. Nên sao nói thật đấy, tại vì mấy cái đứa trẻ du học sang đây à, nó rất là chịu khó, nó muốn học hành thành tài. Cả bố mẹ nó gửi bao nhiêu tiền sang đây ở Việt Nam, cái đồng lương bao nhiêu tính ra, ví dụ ở Việt Nam làm 1 giờ ăn được 1 bát phở gì, thì ở bên này cũng 1 giờ cũng chỉ được 1 bát phở thôi. Đấy là cái mức lương là bình thường thôi, không đủ để uống thêm một cốc nước nữa. Thì ở Việt Nam 1 giờ ăn được những cái gì, đúng không? Tính là phải tính như thế chứ không phải tính ơi ở bên này á đổi 100 đồng ra hàng được bao nhiêu triệu ở Việt Nam, đúng không? Nhưng mà bao nhiêu triệu ở Việt Nam thì to thật đấy, nhưng mà bên này mua được những cái gì? Lisa mỗi tại sao Lisa lên Facebook nhiều, tại vì Lisa không muốn đi ra ngoài đường. Thò chân ra ngoài đường đi ra shop là bắt đầu phải dùng tiền rồi, mà mỗi lần dùng đâu phải ít đâu. Cho nên càng lên Facebook nhiều ấy càng tiết kiệm được nhiều tiền các bạn ạ. Đó. Tiêu nhiều thì hết tiền này làm gì có tiền đâu, đâu có. Cô này già dáng đứng đẹp ghê. Thỉnh thoảng tạo dáng tí để cho nhớ đời, ít nữa mình già rồi á, mỗi 1 năm á Facebook nó lại hiện về mình cũng cảm thấy vui đúng không? À, chào các bạn. Cái gì chị ạ? À, Hoàng Sa là do chúng bán cho tàu. Trường Sa khi Cộng sản tiếp thu từ Việt Nam Cộng Hòa chỉ có 5 đảo. Hiện nay đã có 21 đảo xây. Vậy thì chúng nó bảo Cộng sản bán đất, bán biển, bán cái mà cha nó chị ạ. À. Đúng rồi. Chửi chết mẹ bao que đi. Không có thằng nào vào đây nhở? Chẳng có thằng nào vào đây nó mới vui. Các bạn đừng có, chúng nó nhiều khi Lisa thấy mọi người chửi nó nghe cũng sướng lắm. Cho dù như nào chăng nữa Lisa cũng nhiều người, Lisa cũng biết nhiều nhiều người, người ta cũng ở trong miền Nam á, chứ không phải là không có bạn. Nói chung là mình chỉ chửi ba que sọt lá thôi, chứ mình không chửi những cái người khác. Tại cho dù người ta có ở trong miền Nam đi chăng nữa, người ta sống ở bên này đi chăng nữa, nhưng mà người ta không phải là cái người chống cộng. Người ta chỉ có qua đây người ta sống cuộc sống bình thường thôi. Thế như mình sang đây á, mình đi xả sang đây mấy chục năm rồi, cũng phải gửi tiền về để giúp đỡ bố mẹ gia đình chứ. Đó, thì cái đó là giúp đỡ. Sorry nhé, sao có người. Hả? Nó không phải bị vỡ, nó đến ngày nó